thường xuyên đi ngoài phân sống lỏng táo, đau bụng âm mỉ, đầy bụng chướng hơi. Đây đều là những cái dấu hiệu cảnh báo sớm của viêm đại tràng. Nguyên nhân chính gây ra vấn đề này là do hệ vi sinh vật đường ruột bị mất cân bằng, lợi khuẩn giảm mà hại khuẩn thì tăng, làm tổn thương niêm mặt đại tràng, tạo điều kiện cho ổ viêm VVS phát triển và lan rộng. Bây giờ rất nhiều người mắc phải các bệnh về đường tiêu hóa như viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, chủ yếu do lối sống không lành mạnh, ăn nhiều đồ chiên rán, tanh sống, làm chết lượng lớn lợi khuẩn, cho thức ăn không hấp thu hết, trôi tuột xuống gây đau bụng, đi ngoài phân lỏng, nát hoặc đi xong lại muốn đi tiếp. Nếu tình trạng này để lâu có dẫn đến nhiễm trùng đường ruột, polyp đại tràng hoặc nguy hiểm nhất là ca đại tràng. Giải pháp mà Dược Sĩ Thu dành cho bạn đó là sử dụng men vi sinh Divina Nhật Bản. Men vi sinh số 1 Nhật Bản được sử dụng công nghệ đột phá FMC độc đáo duy nhất trên thế giới, giúp bao bọc lợi khuẩn trong viên nang với 2 lớp màng bảo vệ lợi khuẩn, an toàn đi qua axit dạ dày xuống tận ruột non và đại tràng với tỷ lệ sống cao lên đến 90%, hiệu quả đặc biệt nhanh nhạy sau 3 đến 4 ngày sử dụng. Mỗi gói Bifina chứa đến 10 tỷ lợi khuẩn bifido, lợi khuẩn vua chiếm đến 90% ở đường ruột và 99% ở đại tràng. Lợi khuẩn vào giúp kháng viêm nhanh chóng, làm lành vết loét, tiết chất nhờn bao trám lên niêm mạc đại tràng, kích hoạt cơ chế tự chữa lành, lấy lại cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, phân lên khuôn mượt, mềm mịn, dễ dàng đẩy ra ngoài, bụng êm du nhẹ nhõm, thoải mái. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi tốt các bạn nhé! Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản, chuyên dành cho người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích.